Ok, và hai xin chào bạn đã trở lại với Senowin. Mình là Hành Dung Nghiêm Min đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một thử thách mới ha. Hôm nay chúng ta sẽ thử thả chiếc thuyền từ độ cao 10.000m xuống hồ bơi. Xem như thế nào nha. Đằng trước là thả anh da đen rồi, bây giờ cho anh da đen lên chiếc thuyền nữa coi. Chiếc thuyền có thể sống sót được không anh em? Đó, để mình cho chiếc thuyền chỗ này xong ta. Hồ bơi này mình mới tuyển chọn nè, đó, hồ này xong nè. Không. Phải bơi mới đứng được á. Đầu để mình lấy chiếc xuồng ha. Đầu tiên chúng ta sẽ test chiếc xuồng nhỏ nhỏ đi. Cano hả? Test chiếc bo bo trước đi ha. Đó. Rồi để coi mình có chỉnh nó tử cho thiền không? Không có nè. Vehicle không có luôn. Thì tàu này là có thể bị phá vỡ có quỷ nha, chứ có bất tử. Đó. Lên. Mình bốc lộn nè, mình thử phá cho các bạn xem nè. Là xe này, cái này phá được. Một quả bơm thôi. Đó, băng chành. Rớt xuống biển chìm liền. Và bây giờ chúng ta sẽ đem lên trên không rồi hạ nó xuống nha. Đó, chúng ta sẽ thử chiếc với chiếc mô tô nước. Ồ, đi lại chiếc màu trắng luôn. CH. Này kia là chiếc jet. Jet cái biển, ok. Sẽ thử cho nó rơi 100m xuống trước. Ừ. Căng à. Tẩm, trời ơi. Tưng lên luôn. Thử tiếp. Giờ là 1 km. Đó, hơi căng rồi đó. Không biết có nổ không ta, có chạm đáy không? Ui mạnh, chạy tới xíu. Okay. Đây rồi, bây giờ là 5 km nha, 5.000m. Đó, nghe máy bay đâu rồi, chắc 5.000m nữa. Oh yeah, anh da đen của chúng ta liệu có nhỏ như những năm tháng ngày xưa không? Liệu anh da đen có chết không các bạn? Hãy cùng chờ đón. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video của mình nha các bạn. Có máy bay bay ngang đó. Dạ. Không thể đánh bại được chiếc bo bo này ha. Bo bo này bá đạo quá. Ok, mình sẽ cho nó lên. Hey, mày đã chiến thắng, mày là người chiến thắng rồi. Xuống thôi. Mình sẽ lấy chiếc hiền khác. Mình lấy chiếc đó, cái này nó phóng xuống được luôn mà. Tìm lắm. Kể cái gì á? Cái gì dưới vậy? Cái gì dưới vậy? Khoan. Mới thấy cái gì dưới. Ủa cái gì á? Nó lủng xăng kìa. À không, cái vết nổ nãy. Tưởng mình nó chảy xăng xuống chứ. Đó, thuyền bơm. À, thuyền bơm mà đậu hồ bơi luôn nè. Hên là vừa đó. Mình kiếm cái hồ bơi bự nhất luôn đó. Đầu vừa chưa? Xây chéo góc cái. Đó. Đã chéo rồi. Giờ mình sẽ bỏ rơi đó. Lên đường. Chúng ta ăn chút rồi. Lên đường. Chúng ta sẽ thử test trước 10m trước coi. 10m. À khá là hố. Cả chiếc thuyền vườn này hơi khốn à. Giờ 100m. Oh no. Á à, muốn lật rồi. Méo bên rồi. 5.000m nó lật quá. Sắp tới một tí. Hồ này có khúc sâu, khúc sâu. Chiếc này nó dài quá. Lái hiền bừa bữa nay á, có gió đâu lái. Đó, bây giờ là độ cao 1 km nè. 1 km là căng não rồi đó. Quá trời hồ bơi đó, đem test luôn kìa. À, hốn. Nhưng mà dán sống để mình kiếm cái hồ bơi nào đẹp hơn thôi. Hồ bơi nó khó chơi quá. Hồ bơi này nhỏ xíu à. Thấy cái hồ bơi nào bự bự mà
Nè Hùa ơi, nè mà biết sâu không? Thôi, không sâu. Ơi, cũng gì vừa. Đầu chiếc này là vui rồi. Thôi hai người đó nó đứng nhìn kiểu như tỉnh bơ vậy. Trên trời rơi xuống mà cũng không biết nữa. Bây giờ 5.000 mét nha. Đó, thấy không? Thì vừa lên cao gió thổi bê bê liền. Gió nè. 5.000 mét đó. Con này chắc khốn nè, con này đó gió hay không hỏi bay cục bườm luôn mà. Anh em dự đoán số phận của anh da đen ngồi trên chiếc du thuyền này coi, thì anh ta có sống sót không? Hãy đăng ký một cái subscribe để giúp anh da đen sống sót cho các bạn. Ừ. Phúng. Wow, có thể sống sót đâu, mình thử 10.000 km luôn coi. Khá là kinh á, qua máy bay luôn à, ra ngoài vũ trụ rơi xuống luôn. Thuyền bươm nè, đẹp đẹp lắm đó, 10.000 km. Thuyền bươm của giáp cướp biển này, chiếc này chiếc ngọc trai đen đó, ngọc trai đen, do anh da đen cầm đầu. Ngọc trai đen với anh da đen cầm đầu hợp lý luôn á. Chiếc đẹp, chiếc hiện này chắc ở ngoài 20-30 tỷ. Rồi. Ấy, ấy, ấy. Ui. Rơi hút hồ bơi rồi. Xuống thôi. Dạ, ủa cái hồ bơi nó cạn eo luôn trời. Lấy cái khác, lấy cái khác. Chiếc nào bự nhất thôi. Này mình sẽ thử chiếc này ha. Ủa chiếc này không phải bự nhưng mà nó nhỏ gọn hơn. Mình sẽ kiếm chỗ nào này, chỗ nào vừa vừa á. Mai vừa không ta? Hồi vừa vừa bon luôn nè. À cắt yếu. Hừ. Ủa chỗ dưới này không ai tắm tới đó, nó mọc cỏ lên luôn. Ồ, giờ bây giờ là 100 mét trước. Chắc sẽ sống sót đây. Ui, dằn lên xíu nhưng mà dằn ok. Giờ là 1 km. Hình như cái thử thách này là hơi dễ với anh da đen à, anh da đen hết sợ rồi. Ừ, hơi tưng tưng nhẹn chút, chắc 50 mét nó tưng ra ngoài quá rồi, bị mớp phía sau luôn các bạn ơi. Anh em thấy không, phía sau nó mớp luôn rồi, mớp gỗ hết phía cái đít rồi. Ok, 5.000 mét sẽ như nào đây, không nó mớp không còn bằng phẳng rồi. Bây giờ là tới 5.000 mét vô. Anh da đen liệu lần này có sống không? Chúng ta hãy chờ đón anh da đen nào. Chuẩn bị. Bum. Trời ơi. Trời mớp nặng luôn các bạn ơi. Méo lên luôn rồi kìa. Méo cái đất lên luôn. Trời, chỉ hiền biến dị rồi. Mình mới design lại thiết kế cho nó. Thành chiếc hiền kiểu gấp khúc luôn kìa. Bây giờ 10.000 mét nè. 10.000 mét luôn nè. Mười ngàn thấy không, mình thiết kế lại chiếc xuồng luôn kìa. Đó. Không biết cái này nó có gấp hút lại nữa không. Nó gãy ngang luôn, bẻ đôi ra luôn. Các bạn hãy cùng cầu nguyện cho anh da đen ha. Hôm nay do mình bị bệnh, mình khá là mệt, mình không thể livestream được, mong anh em cảm cho mọi người. Hết tuần sau mình hết bệnh thì mình sẽ làm lại. Gơi như con cào cào. Phùng. Không sao hết. Giờ bóp méo chút thôi. Cậu để phi ra biển chạy ơi. Tép ra biển luôn.
vứt nó ra biển, vứt 400 mã lực lên. Ấy, mình thích chiếc cũ hơn. Phải trả thêm chiếc cũ. Chiếc cũ là chiếc bị móc méo đó, đúng rồi. Chiếc này nè, chiếc này là chính tay mình thiết kế. 400 mã lực. Đó, 400 mã lực trên chiếc thuyền hư hỏng này chạy cũng được luôn. Ngầu quá. Các bạn thấy kinh chưa, mình thiết kế để mình chạy 400 mã lực á. Lướt như đi bay luôn vậy. Cái này là độc nhất vô nhị, do hải độ hành trung cho Minh độ trong hồ bơi. Mình độ bằng cách là mình hạ ghê cho nó. Ủa, cái mã lực lướt đã thiệt. Đó, bây giờ mình sẽ thử thả vô đập lầy nha. Đập lầy đây nè. Ủa, nhớ mới thả ngu rồi, ok lên 5.000 mét luôn. Nó bay trên đây một người luôn kìa. Nó bay như chim vậy. Đó, 5.000 mét á. Gây. Wow, anh đã dạy tôi với ba ngàn máy bay kìa. Anh đã dạy đầu lên. Thì cái đó anh sẽ tiếp nước đầu tiên. Mọi người hãy chờ đợi pha highlight của em đó. Bấm. Không sao, nó đang quẩy trong đồng này. Ha, thử thách này đã thành công rồi chị ha. Chúng ta có thể hoàn toàn sống sót về trên thuyền mà rơi xuống từ độ cao 5.000 mét các bạn. Nhưng mà không biết ở ngoài sao, ở ngoài chắc là thấy chết quá. Trong game logic tôi nói là có thể sống sót, nhưng mà ở ngoài thì chắc mình nghĩ là đài á. Tôi ve lại được luôn kìa. Cá mập lên bờ. Ấy rồi, xong, cá mập lên bờ hiện rồi. Cá mập xin dời, đó. Xuống. Ve lên. Dạ ok ha, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe để ủng hộ channel của mình. Ok, tạm biệt tất cả bạn nha. Sorry vì hôm nay không thể livestream cũng như chỉ có một video thôi. Mình khá là mệt á. Ok, tạm biệt mọi người.